Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 111 Đây là câu hỏi của cư sĩ Trương Lệ Lữ ở Ha quay Xem tên thì có lẽ là một nữ cư sĩ Bà có một vấn đề Vấn đề này cũng là một vấn đề chung trong xã hội hiện nay của chúng ta Tôi xin đọc qua Bà nói con đối với việc Nghi ngờ hiểu lầm Đấu đá lẫn nhau Của người thế gian Mà cảm thấy nản lòng và mệt mỏi Có lúc cảm thấy Đau trong lòng Mà rơi nước mắt Con thiết nghĩ Bản thân mình quá tự tốn thường hay trong lúc nói chuyện dẫn đến người khác hiểu lầm hơn nữa lại không biết dùng cách khéo léo để giải thích con rất muốn buông bỏ cuộc sống này vì sao mà con lại có cảm giác như vậy con phải nên làm thế nào đây chúng tôi đọc những câu này xong thì lập tức nghĩ đến đây là vấn đề chung của xã hội bà không biết cách nói chuyện thường hay trong lúc nói chuyện đã đắc tội với người khác những sự việc như vậy thì có rất nhiều hiện nay trong xã hội có mấy người biết nói chuyện chứ vì sao lại không biết nói chuyện vậy vì bạn đã học nói chuyện qua lần nào đâu việc nói năng cũng cần phải học Hiện nay đâu có ai học qua Họ đương nhiên là không biết cách nói chuyện rồi Ngôn ngữ Âm thanh Cách diễn đạt không thỏa đáng Thái độ không thỏa đáng Dẫn đến việc người khác hiểu lầm Sự việc này thì quá nhiều rồi cho nên bất luận là ở trong phương diện cuộc sống hay phương diện công việc, phương diện xử sự nơi nơi đều gặp phải chướng ngại. Chướng ngại là từ chỗ này mà ra. Nếu bạn muốn truy tìm nguyên nhân thì là do họ chưa được nhận có sự giáo dục. Xã hội ngày xưa rất tường hòa. Con người với nhau rất tương thân tương ái, chung sống hòa thuận vì sao mà ngày xưa lại có tình trạng như vậy người xưa đã dạy các vị hãy suy nghĩ xem khổng phu tử dạy học ngày dạy học có bốn khoa mục khoa mục thứ nhất là đức hạnh khoa mục thứ hai là ngôn ngữ là dạy bạn cách ăn nói việc này thì người xưa có dạy rồi Việc dạy học của nhà Nho Từ thời Hán Võ Đế Đã chế định ra chính sách giáo dục của quốc gia Tuân theo sự chỉ đạo của học thuyết khổng mạnh Mãi cho đến đời nhà Thanh Hơn hai ngàn năm Cha mẹ dạy con cái bậc tôn trưởng dạy các hậu bối thầy dạy học trò mỗi một người trưởng thành đều có cảm giác sứ mạng dạy bảo lại người đời sau chính bản thân mình mỗi ngôn ngữ mỗi hành động đều phải làm tấm gương tốt cho người đời sau lo sợ có điều gì bất thiện ảnh hưởng đến đời sau hay không người xưa có cái tâm như vậy có sự hành trì như vậy dành sự yêu thương và niềm kỳ vọng sâu sắc đối với đời sau những lãnh đạo của chính phủ ngày xưa những vị lãnh đạo địa phương này các vị xem cái mẫu mà họ đội trên đầu cái mẫu của họ giống như là bậc thang vậy phần ở phía trước thì thấp phần ở phía sau thì cao cái mão này gọi là tiếng hiền quan ý nghĩa là gì phía trước là đời của chúng ta phía sau là nói đời sau hy vọng đời sau cao hơn đời này của chúng ta để bạn đội cái mão này là luôn luôn nhớ đến việc phải chăm lo cho đời sau phải dung bồi cho thế hệ mai sau phải yêu thương đời sau làm tấm gương tốt cho đời sau hoàng đế là người lãnh tụ cao nhất thì không đội loại mão này trên mão của vua là bằng phẳng Vì sao vậy? Nghĩa là người lãnh tụ tối cao Phải dùng tâm bình đẳng Để đối đãi với hết thảy đại chúng Không thể có cao thấp Cái mão của người lãnh tụ Thì ở phía trước có những chuỗi ngọc Chuỗi ngọc nó giống như là cái rèm cửa vậy Địa vị càng cao Thì chuỗi ngọc càng nhiều quan đế thì có 12 sợi quan đại phu là 5 sợi ý nghĩa là gì người ở địa vị cao nhất khi xem sự tình không nên xem quá rõ ràng vì xem quá rõ ràng thì người bên dưới không thể nào làm việc chỉ cần không có sai sót gì lớn là được rồi các chuỗi ngọc đó bạn hãy chú ý mà xem ở hai bên còn có hai nút để bịt lỗ tai hai quả cầu bằng bông là để bịt lỗ tai nghĩa là cũng không nên nghe mọi việc quá rõ ràng Vì vậy cách thiết kế y mạo của người xưa Chính là một trí huệ cao độ Là nghệ thuật cao độ Là dạy cho bạn cách khoanh tay mà trị nước Các cấp cán bộ dưới quyền của bạn Đều đã đem mọi việc xử lý tốt đến như vậy rồi Bạn chỉ cần gật gật đầu thì là được rồi Đó là giáo học Ngày nay thế giới lại động loạn đến như vậy là vì giáo dục không còn nữa toàn thế giới đều không còn nữa thật là bi ai chúng ta vô cùng may mắn đã gặp được Phật pháp tiếp nhận giáo dục của Phật Đà nên giáo dục của Phật Đà nội dung còn phong phú hơn nhiều so với giáo dục của Nho gia tương tự hơn nhiều thế nhưng hiện tại người học phật cũng không nhiều vậy thì cũng hết cách rồi đã đem những gì mà bạn học hoàn toàn thoát ly ra khỏi công việc và đời sống của chính bạn vậy thì phật học đã biến thành một thứ vô dụng rồi hơn nữa cũng không biết nên giáo học của phật mỗi câu mỗi chữ đều có thể áp dụng thực tiễn ở trong đời sống của chúng ta hoàn toàn có thể dung hợp thành một thể với đời sống không có ai biết được điều này giữa tôn giáo với tôn giáo hình tượng không như nhau nhưng đạo lý chỉ là một hiện tại cũng không có người hiểu được Hai ngày trước có người đã đến nói với tôi Có một số người Phản đối Bản hội tập kinh vô lượng thọ Mà hiện tại chúng ta đang thọ trì Tôi cũng đã từng nói rõ Qua với các vị hai lần rồi Đây là do nguyên nhân gì tạo thành vậy Do tri thức quá cạn mỏng nên đã tạo thành cái hiện tượng này như lúc nãy thầy bình cũng có đến hỏi tôi vấn đề này đúng lúc phía sau lưng của tôi cũng có lá tre như vậy tôi liền lấy một cái làm thí dụ cho ông tôi nói thầy hãy xem nhánh tre này có năm lá năm lá này là năm bản dịp gốc nhưng phía bên này cũng lại có mấy lá nữa vì cái này là bản hội tập nó có hai bên mà hiện tại bạn chỉ nhìn có một bên Thế là hai bên liền xung đột với nhau Tranh luận không có hội kết Nếu như trình độ trí thức cao một chút Nhìn thấy ở bên này và bên kia thì ra là một Vì nói chung một canh ma Bạn lại nhìn sâu xa hơn một chút Thì vấn đề đã được giải quyết rồi Không còn chút mâu thuẫn nào nữa Được rồi, thí dụ cành này là tịnh độ tông Còn cành này là thiên thai tông Cành kia là thiền tông Các cành này lại xung đột với nhau nếu là nhìn sâu vào trong đến ở chỗ thân cây này À thì ra là một nhà Vậy thì sẽ không còn xung đột nữa phải không Nhìn cây bên này là Phật giáo Cây bên kia là Thiên Chúa giáo Bên này nữa là Kỳ Tô giáo Còn bên đây là Hồi giáo Lại nhìn xuống phía góc mà xem À thì ra cũng là một nhà Nói rõ điều gì Kiến thức còn quá cạn mỏng Trí huệ quá ít Sở dĩ Phật dĩ đại Là dĩ đại ở chỗ nào vậy? Thấu suốt triệt để ngõ ngục của các Pháp Cho nên Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm mới nói Tình dữ vô tình đồng viên chủ trí Đây là nói đến cứu cánh viên mãn rồi Cho nên tôi xin đối với các vị là Nếu như tôi y theo tân cựu ước của Kỳ Tô Giáo Hoặc là y theo Kinh Koran của Hồi Giáo tôi tu hành cũng đều có thể giảng sanh thế giới cực lạc các vị có thể tin hay không tôi tin tôi có sự nắm chắc nền tu học bất kỳ một tôn giáo nào đều có thể đến thế giới tây phương cực lạc gặp a di đà phật lý chỉ là một kinh hoa nghiêm nói được càng thấu triệt ngày ngày giảng ngày ngày đọc mà các vị vẫn chưa có thể thể hội Thập pháp giới y chánh tra nghiêm Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Cái tâm của cái thức đó chính là gốc Là nguồn gốc Pháp giới người này của chúng ta Là tâm hiện thức biến Pháp giới trời cũng là tâm hiện thức biến Pháp giới Phật Bồ Tát Vẫn là tâm hiện thức biến Ngà quỷ địa ngục Cũng là tâm hiện thức biến Tịnh độ tông là tâm hiện thức biến Thiền tông cũng là tâm hiện thức biến Phật giáo là tâm hiện thức biến Kỳ tô giáo cũng là tâm hiện thức biến Không có một pháp nào mà không phải là Tâm hiện thức biến Vậy thì nó làm sao mà không thông bạn nếu như tìm được đến nguồn gốc Thì bạn còn có vấn đề gì nữa Liền hóa nhiên đại ngộ bạn ngày nay trí huệ không khai nguyên nhân là gì bạn có tự tư tự, tự lợi cho nên sở dĩ bạn có tư có ngã bạn khởi tâm động niệm sanh phiền não nếu như bạn đổi ngược trở lại vô tư vô ngã thì khởi tâm động niệm là sanh trí huệ Trí huệ và phiền não là cùng một sự việc Tư Thì trí huệ biến thành phiền não Công thì phiền não liền biến thành trí huệ Chỉ là sự việc như vậy thôi Cái gì nếu như muốn có được trí huệ vô lượng vô biên Trên quả địa như lai Thì cũng không có gì khác Chỉ cần đem tư chuyển biến thành đại công Trí huệ liền khai mở không những kinh Phật vừa mở ra Liền đầu đầu thị đạo tả hữu phùng nguyên Mà kinh điển của bất kỳ tôn giáo nào mở ra Thì bạn cũng đều rõ ràng Rành mạch thông suốt thấu đáo Tuyệt đối không có mâu thuẫn Tuyệt đối không có chướng ngại Thế giới này xin nói lời thật với bạn Là Pháp giới vô chướng ngại Bạn xem Thanh Lương giảng Kinh Hoa Nghiêm Lý Vô ngại sự vô ngại Lý sự vô ngại sự sự vô ngại Đây là chân Đây gọi là nhất chân Pháp giới Chúng ta hiện tại vì sao lại biến thành nơi nơi đều có chướng ngại gì? Nơi nơi có chướng ngại chính là do bạn có tư tâm Bạn mê dục chính mình mê hoặc không nhận thức được chính mình trong phật pháp thường nói là bổn lai diện một lúc cha mẹ chưa sanh ra thì đó là chân thật mới chính là bạn chân thật là chính mình thì không có chướng ngại là chính mình thì gọi là phật thì gọi là pháp thân cho nên phải nhận rõ cái đại căn đại bổn mà ngày nãy chúng ta mê hoặc chính là tự tư là ngã chấp đây là gốc mà từ trên góc mà chuyển biến trở lại thì thành phật không khó trên kinh hoa nghiêm phật đã thị hiện thiên tài đồng tử cho chúng ta xem Đồng tử cũng có thể thành Phật Đồng tử theo cách nói của chúng ta Là chỉ những đứa trẻ Chưa thành niên Trung Quốc vào thời xa xưa Những nam tử 20 tuổi hành lễ đội mũ Thì mới gọi là thành niên Chưa tròn 20 tuổi thì gọi là đồng tử Nữ tử 16 tuổi Thì hành lễ búi tóc Chính là chải tóc Chưa đủ 16 tuổi thì gọi là đồng nữ đồng tử thành Phật Trên Kinh Pháp Hoa Nói Long Nữ 8 tuổi thành Phật Là đồng nữ Nói việc này còn thú vị hơn Rồng là thuộc súc sanh đạo Đồng nữ của súc sanh đạo cũng có thể thành Phật Chứng tỏ thành Phật là bình đẳng Thành Phật không khó mà khó là ở chỗ bạn không có cách nào buông bỏ tự tư tự lợi Là khó ở chỗ này Cho nên một người chỉ cần có thể buông bỏ được tự tư tự lợi Buông bỏ danh văn lợi dưỡng Buông bỏ ngũ dục lục trần Buông bỏ tham sân si mạng Thì bạn đã thành Phật rồi Phật và phàm phu khác biệt chính là ở chỗ này. Phàm phu vì có những thứ này, những thứ này làm phiền não, phật Bồ Tát nên những thứ này hết thảy đều buông bỏ rồi. Sau khi buông bỏ thì các ngài liền sanh trí huệ, trí huệ viên mãn liền hiện tiền. Khác biệt chính là ở chỗ này. Những người thiện căn sâu vậy, sau khi nghe xong, nghe xong họ liền thành Phật. phàm và thánh cách nhau chỉ một niệm vì sao mà không chịu buông xuống vậy có một số đồng học nói là tôi rất muốn buông xuống vấn đề là buông không được rất muốn làm phật nhưng lại làm không được nguyên nhân gì vậy tập khí quá nặng bạn mê quá lâu rồi Bạn mê quá sâu rồi Trí huệ thì quá cạn Mê thì lại quá sâu Trí huệ thì lại cạn Không biết được sự thọ dũng của Phật Bồ Tát Không biết chỗ lợi ích chân thật của Phật Bồ Tát Họ đều không biết Nếu như mà biết Thì một chút danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần ở thế gian này Có là gì chứ những cái mà ngày nay bạn đang tham đó cũng giống như là đứa trẻ vô tri ôm chặt lấy một gói kẹo sống chết cũng không cho người khác giá trị của gói kẹo đó có là cái gì đâu chứ nếu như chúng hiểu được có những lợi ích khác to lớn hơn thì chúng sẽ buông xả cho nên con người phải có thể buông bỏ được tự tư tự lợi Buông bỏ được tham sân si mạng Thì cái họ được là tận hư không khắp pháp giới Trí huệ vô lượng vô biên Tài lực vô lượng vô biên Phước đức vô lượng vô biên Thì ra xã ít mà lại được nhiều Bạn nghe xong bạn chịu buông bỏ Trên thực tế thì bạn chưa buông bỏ Vì sao chị? Vì bạn còn tâm tham Ồ oh, tôi xả lợi ích nhỏ Vẫn là sẽ được lợi ích lớn Có cái ý niệm như vậy cho nên cũng không đạt được Bằng là giả không phải là thật Nếu là thật Dù bạn có được hư không pháp giới Nhưng trong tâm cũng không có động một ý niệm nào Đó mới là thật Trí huệ chân thật Từ bi chân thật thì đức năng vô tận đều sẽ hiện tiền cho nên vì đồng tu tên lễ lữ này nếu như bà không tìm thấy ở trên mạng thì chúng ta sẽ đem băng ghi hình này gửi đến cho bà không nên nản lòng đây là hiện tượng bình thường ở trong xã hội hiện nay sự phát sinh của hiện tượng này chính là do không có người chỉ dạy bản thân của chúng ta cũng là như vậy nhưng mà chúng ta xem như trong đời quá khứ vẫn có một chút thiện căn phước đức nhân duyên đời này có thể gặp được phật pháp thế nhưng quan trọng nhất vẫn là y giáo phụng hành đồng tu xuất gia thì đức hạnh quan trọng nếu như không có đức hạnh thì học vấn chỉ giúp bạn tạo nghiệp mà thôi vậy có học vấn chi bằng không có học vấn quan trọng nhất vẫn là đức hạnh đức hạnh là từ đâu mà xây dựng cổ nhân đã dạy cho chúng ta thời kỳ mạc pháp Người xuất gia có thể tuân thủ nghiêm ngặt Mười giới sa di Thì bạn chân thật là đệ tử Phật Không nên mơ ước hảo nguyện Thực tế bà nói Bồ Tát giới và tỳ kheo giới Chúng ta làm không được Làm được mười giới sa di Thì bạn chân thật là người xuất gia rồi Mười giới 24 oai nghi Đồng tu tại gia có thể tuân thủ nghiêm ngặt ngũ giới thập thiện thì bạn cũng là học trò tốt đệ tử tốt của như lai trì giới niệm phật nhất định được sanh tịnh độ dùng tâm chân thành để qua lại với người thế gian Y theo giáo huấn ở trên kinh Vua lượng thọ Hòa nhang ái ngữ Người khác dùng vẻ mặt nghiêm khắc đối với ta Chúng ta vẫn là hòa nhang ái ngữ để đáp lại Lúc bình thường Phải biết tu dưỡng Tu là tu sửa lại những sai lầm của chúng ta Một số người Có tập khí trong nhiều năm Nhìn thấy người khác thì vẻ mặt liền nghiêm nghị Khiến người khác nhìn thấy đều rất khó chịu Có phải là có ý gì hay không? Không phải là họ quen như vậy rồi Loại người như vậy thì nhân duyên không được tốt Cho nên phải tu Phải tu sửa phải bồi dưỡng cho tốt Mỗi ngày đều phải soi gương Bạn xem cái vẻ mặt của bạn như vậy Thì chính mình có ưa thích được hay không Phải sửa tư chỗ này Chăm chỉ sửa lỗi Bất luận là đối với người nào Cho nên nhà Phật chúng ta Vì sao lại đem tượng Bồ Tát Di Lặc cúng dường ở cổng lớn Bạn có hiểu được dụng ý này hay không Trong các tự diện am đường kiến trúc đầu tiên là điện thiên dương vừa bước vào cửa thì nhìn thấy tượng của bồ tát di lặc đó chính là vậy bạn phải dùng thái độ như vậy đối với người khác bất luận là đối với người nào nam nữ già trẻ các ngành các nghề phú phí hay bần tiện vẫn là một vẻ mặt hoan nghĩ yêu thương Bất luận là người khác đối với ta như thế nào Ta cũng phải có lọc độ lượng bao dung đối với họ Không nên đi so đo tính toán Không nên phân biệt Tượng Bồ Tát Di Lạc là dạy chúng ta những thứ này Đó là bài đầu tiên Bạn đã học được chưa? Nếu như chân thật học được rồi Thì cuộc đời này của bạn Khi làm người làm việc Sẽ thuận bườm xuôi gió Đi đến đâu cũng sẽ được người khác giúp đỡ Cho nên phải chăm chỉ mà học tập Sửa đổi lại vẻ mặt của chính mình Không nên để cho người nhìn thấy mặt của bạn Thì chán ghét Không muốn gần gũi với bạn Vì thì bạn đã thất bại rồi Xin mời xem Cảm ứng thiên Đoạn thứ 99 Và đoạn thứ 100 Đoạn thứ 99 chỉ có một câu Dâm dục quá độ Trong chú giải Thì ghi chép rất dài Có thể thấy Cái ác này tương đối là nghiêm trọng Đoạn thứ 100 Thì có ba câu lòng dạ thâm độc ra vẻ hiền lành cho người khác ăn thực phẩm dơ bẩn bàn môn tả đạo dối đời trước khi tôi giới thiệu qua đoạn này lúc nãy vừa mới có điện thoại từ đài bắc gọi đến đại khái các vị ở nơi này tu hành cũng xem như là không tệ Đại Bắc có rất nhiều, rất nhiều vong linh Thỉnh cầu được đến cư sĩ Lâm Đến tịnh Tông Học Hội để nghe kinh Yêu cầu được cúng bài dị Đại khái có thể là Có nhà dị chân thật phát tâm tu hành Cho nên mới có sự cảm ứng như vậy Cũng đáng để cho mọi người Động viên khuyến khích không chăm chỉ tu hành thì quỷ thần sẽ mặc kệ bạn chăm chỉ tu hành thì quỷ thần cũng muốn nhờ cậy cho nên muốn đi đến bên này để được nghe kinh muốn đi đến niệm phật đường để niệm phật tới chúng đồng tu chúng ta đều phải nên chăm chỉ nỗ lực phật pháp không nằm ngoài việc giải và hành Một điều vô cùng đáng tiếc Là hầu hết Những đồng tu học Phật Bao gồm tới chúng đồng tu ở trong đó Đó là học không đủ sâu Không đủ rộng Chỉ lo cái hạnh của chính mình không biết chư phật bồ tát hạnh của các ngài là biến khắp pháp giới không phải là chỉ lo cho chính mình chỉ lo cho chính mình thì tiểu thừa bạn cũng không bằng tiểu thừa cũng lo cho hết thầy chúng sanh chẳng qua tiểu thừa và đại thừa khác biệt ở chỗ tiểu thừa thì không chủ động người khác đến yêu cầu họ họ quyết định sẽ lo không yêu cầu thì có lúc họ cũng không quản đến không như bồ tát đại thừa bồ tát đại thừa là chủ động chúng ta ở trên kinh đã đọc thấy rất nhiều làm người bạn không mời của hết thảy chúng sanh chúng sanh không thỉnh mời không đến tìm ta là bồ tát thì cũng vẫn là đi chăm lo cho họ Chủ động đi chăm lo cho hết thầy chúng sanh Đó là Bồ Tát Bây giờ chúng ta quay trở lại xem Đoạn 99 của Cảm ứng Thiên Dâm dục quá độ Trong chú giải nói Các tài duyên kết hợp ở bên ngoài khiến cho đạo đức diệt tuyệt lương tâm bị chôn vùi vì thế đức thái thượng đã buông lời răng dạy trong phần trước những việc này ở phía trước đã nói rất nhiều rồi tiếp theo nói còn như đối với chánh sắc chuyện ăn nằm chánh đáng giữa vợ chồng càng cần phải có chừng mực nếu nói chánh sắc chẳng phải là dâm hả có tránh khỏi cái họa sát thân do buông lung tình dục các vị đồng tu tự mình Hãy nghĩ xem Trong Phật Pháp thường nói Ái Là gốc Của lục đạo luân hồi Ái bất động Bất sanh ta bà Cái ái này chính là ái dục Niệm bất nhất Bất sanh tịnh độ Hai câu này là quan trọng Hai chữ hân và yểm Ở trong pháp môn tịnh độ Đã bao gồm viên mãn Yểm là gì? Là chán ghét ta bà Chán ghét ta bà Chán ghét lục đạo luân hồi Thì trước tiên phải đem ái dục đoạn trừ Bạn có những thứ này trên sự thì không còn Nhưng trong ý niệm vẫn còn Vì cũng không được Bạn có cái ý niệm này Thì bạn không thể nào ra khỏi lục đạo luân hồi Bạn nếu muốn giảng sanh thế giới cực lạ Thì chuyên niệm a di đà Phật Trên Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm Cho nên niệm không chuyên nhất Thì không được làm thế nào mới nhất được vậy? Trong 24 giờ chỉ có cái niệm này. Ngoài một niệm này ra không có niệm nào thứ hai. Thì cái niệm này mới là nhất. Người như vậy quyết định được sanh tịnh độ. Chân thật gọi là thân tâm thế giới hết thảy đều buông xuống. Chúng ta phải nên biết cái đạo lý này Nếu như có duyên Nhất định phải quản độ chúng sanh Vì sao vậy? Vì tương ưng với Bồ Đề Tâm Là Pháp Bồ Đề Tâm Không có duyên phận Để quản độ chúng sanh Họ có thể nguyện kiên cố Nhưng họ không có duyên Không có cơ hội Thế nhưng họ có thể nguyện kiên cố Quyết định là không phải không có nguyện độ chúng sanh Không có cái nguyện độ chúng sanh Thì niệm Phật Niệm đến nhất tâm bất loạn Cũng không thể giảng sanh cho nên điều kiện của việc giảng sanh Là phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm Bạn phát bồ đề tâm Nhưng lại không thể chuyên niệm Thì không thể giảng sanh Chuyên niệm mà không phát bồ đề tâm Thì cũng không thể giảng sanh Vì này chúng ta phải ghi nhớ Cho nên ái dục nhất định phải đoạn phải đoạn từ trên tâm địa Biết được cái họa hoạn này là vô cùng Vô lượng kiếp đến nay Đời đời kiếp kiếp tu hành Không thể ra khỏi lục đạo Chính là bị cái sự việc này hại rồi Nếu như ở trong đời này Vẫn không chịu buông xuống Vì thì cũng không khác gì trong quá khứ Chỉ có thể kết duyên với Tây Phương Cực Lạc Thế Giới nếu bạn hỏi ngày nào thì bạn có thể giảng sanh Đến kiếp nào thì có thể giảng sanh Vì thì bạn phải hỏi đến khi nào Bạn có thể đoạn được ái dục Thì đó là lúc bạn giảng sanh thế giới cực lạc Đây là việc mà chúng ta nhất định phải nên biết Đoạn chú giải này rất dài Nói một cách khác Chính là nói rõ tính quan trọng của câu này lại xem tiếp hai câu phía sau lòng già dạ thâm độc ra vẻ hiền lành cho người khác ăn thực phẩm dơ bẩn bàn môn tả đạo dối đời những sự việc này trong xã hội hiện tại vẫn thường hay nhìn thấy Bản thân chúng ta Phải tỉ mỉ mà phản tỉnh Chúng ta có phạm cái lỗi lầm này hay không? Dung mạo bên ngoài thì hòa nhang ái ngữ loại ngụy trang này thực tế mà nói chỉ có thể lừa gạt người thế gian người chân thật có học vấn có đạo hạnh thì không thể nào lừa gạt được rồi người thế gian ngu si nên dễ bị mắc lừa rất nhiều rất nhiều thời kỳ mạc pháp phật đã nói Tà sư thuyết pháp như hằng hà sa Ma dương ngoại đạo Rất giỏi ngụy trang Con người rất dễ bị du hoặc Cho nên chúng ta luôn luôn nhìn thấy Họ có đồ chúng rất nhiều Tài lực vật lực vô cùng hùng hậu Còn tứ chúng Đệ tử hoàng dương chánh pháp của chúng ta Thì mãi mãi không sao bì nổi Họ biết ngụy trang Chúng ta không biết ngụy trang Họ dùng thủ đoạn Còn chúng ta không dùng thủ đoạn Chúng ta tuân theo giáo huấn của Phật Tùy duyên mà không phan duyên Họ là phan duyên Quyết không phải là tùy duyên Cho người khác ăn thực phẩm dơ Câu nói này suy ra một cái ý nghĩa rất là rộng phàm là không thể dùng được nữa không ăn được nữa lại đem những thứ này đi bố thí cúng dường thì đều là cái tội này bàn môn tả đạo cái ý của nó càng rộng hơn đặc biệt là trong nhà phật Chúng ta làm thế nào để phân biệt Phật dạy cho chúng ta một cái nguyên tắc Phương pháp Căn bản Đó là tương ứng với giới định huệ Là chánh pháp Trái nghịch với giới định huệ Thì là tà pháp phạm vi của giới định huệ cũng rất rộng kinh luận y cứ của đồng học tịnh tông chúng ta là năm kinh một luận chúng tôi từ trong kinh luận trích ra năm cái khoa mục năm cái khoa mục này các gì phải có thể khéo léo sử dụng tà chánh thị phi thiện ác lợi hại bạn tự nhiên liền có thể phân biệt được bạn dùng tam phước lục hòa dùng tam học lục độ thập nguyện phổ hiện để làm tiêu chuẩn Tương ứng với cái này thì là chánh pháp Trái nghịch với những cái này là tả đạo Là bàn môn tả đạo Ngày trước là cư sĩ Lý Bình Nam Thường hãy dạy chúng tôi Phải đề cao cảnh giác trong hai ngoài cửa Phật Đều rất khó để phân biệt Những ngoại đạo bên ngoài Phật môn Thì bạn sẽ rất dễ dàng biết được còn ngoại đạo ở bên trong phật môn thì khó cho nên cổ đức gọi là ngoại đạo ở trong cửa phật càng là thân cận với chính mình mà tư tưởng của họ không thuần chánh thì đều biến thành ngoại đạo ở trong cửa phật rồi thậm chí là chúng ta cùng một tịnh độ tông cùng một cái tịnh tông học hội vẫn là có ngoại đạo ở trong cửa phật vì sao lại biến thành ngoại đạo vậy Họ cũng ở nơi này tu tịnh tông Cũng ở cùng với chúng ta Nhưng mà tâm của họ là muốn làm lãnh đạo Muốn nắm quyền Cây tâm này đã hỏng rồi Tâm có độc rồi Độc là gì? Là tam độc, tham sân si của tâm Không thể nào buông bỏ danh văn lợi dưỡng tranh quyền đoạt lợi ở trong cái đạo tràng này tạo thành các đảng phái nhỏ hủy dục những người đối lập với chính mình thì đều là phạm cái tội này nếu như chúng ta đem năm cái khoa mục này đối chiếu lại thì bạn liền phát hiện ra nếu như bạn có tiêu chuẩn Thì bạn mới có thể phân biệt tà chánh Phân biệt thiện ác Phân biệt thị phi Bản thân chúng ta thì thương nhất Một thiện tâm Tự nhiên sẽ có chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thần Bảo hộ cho dù chịu phải sự tổn hại thì cũng không oán trời không trách người tự mình quay đầu lại phản tỉnh báo thì nặng mà thọ nhận thì nhẹ nếu như ta không chăm chỉ tu trì tu hành thì cái báo đó so với thọ nhận lần này sẽ nặng hơn không biết bao nhiêu lần đây là thuộc về tội nặng mà báo nhẹ từ đó mà trong tâm mới tự nhiên có thể nhẫn nhục chịu đựng sự oán giận của chúng ta mới có thể hóa giải tai nạn có thể tiêu trừ không thể tiêu trừ thì cũng có thể giảm nhẹ tâm thiện ngôn thiện hành thiện thì nhất định sẽ có lợi ích Ở trong Pháp Thế Xuất Thế gian Quyết định là không tránh quyền Quyết định là không đoạt lợi Không tránh quyền đoạt lợi với người khác Không tranh danh đoạt vị với người Chúng ta phải chăm lo đạo nghĩa Bất luận là thân phận gì Bất luận chính mình ở trong địa vị như thế nào Đều có thể cống hiến tâm sức của chính mình Vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ Lúc còn đang đảm đương chức vị Thì phải ra sức Đề khởi sứ mệnh Lao động và phục vụ Thì không còn tại vị nữa thì chúng ta trợ giúp chúng ta toàn tâm toàn lực giúp đỡ cho lý hội trưởng ông đang là người lãnh đạo toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ ông ông có được bao nhiêu công đức thì công đức của chúng ta cũng ngang bằng với ông không hay không khác bạn hiểu được chân tướng sự thật này rồi thì còn có gì để tranh nữa chứ phật đã dạy chúng ta phải nhường nhẫn nhường thế nhưng xã hội ngày nay trẻ con vừa mới sanh ra đời thì đại khái đã dạy chúng phải cạnh tranh rồi bạn nói xem việc này sao có thể được chứ cho rằng ra sức cạnh tranh không từ thủ đoạn mà có thể tranh giành được thì được xã hội đại chúng tán thán cái xã hội này Tiền đồ sẽ rất đáng thương Trong quá khứ Mạnh Phu Tử đã từng nói với Đương Huệ Dương là Trên dưới mà tranh lợi thì đất nước sẽ nguy nan Đó là nói một nước nhỏ Trên là đế dương dưới là muôn dân Mọi người đều tranh lợi Cạnh tranh danh lợi Thì đất nước này nguy rồi ngày nay mọi người hãy thử xem cả thế giới trên dưới đều tranh lợi cho nên nhà tiên tri nước ngoài mới nói ngày tàn của thế giới đến rồi thế giới nguy rồi chúng ta đến sống ở thời đại này là để làm gì là đến nơi này để chịu khổ chịu nạn phải không vậy thì bạn chính là do ứng kiếp mà đến nếu như không phải là ứng kiếp mà đến thì bạn ở trong thế giới này quyết không bị ảnh hưởng bởi những tai nạn này khuyên bảo mọi người quay đầu khuyên người quay đầu thì trước tiên tự chính mình phải quay đầu trước làm tấm gương cho người khác tự mình không quay đầu thì làm thế nào có thể khuyên bảo được người khác quay đầu chứ cho nên tự mình phải quay đầu phải biểu diễn là một kẻ không canh với người không cầu gì ở đời thì chúng ta đã làm được hai câu này là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm đối với chúng sanh mà nói chúng ta thật sự là có cống hiến sự hành trì này chính là cống hiến bạn đừng cho rằng tôi làm như vậy thì người khác không có ai biết nếu người khác không biết thì cũng có quỷ thần đều biết ngày nay số lượng quỷ thần học phật số lượng nghe kinh niệm phật so với những chúng sanh mà chúng ta có thể nhìn thấy được thì không biết là nhiều hơn bao nhiêu lần Làm sao mà không có người biết chứ Phước bất đường nguyên Chúng ta đọc đến bàn môn tả đạo dối đời Thì liền nghĩ đến vẫn còn có người đến Phê phán bản hội tập Kinh vô lượng thọ này Đây là điều mà gần như chúng ta nhất Kề cận nhất trong bàn môn tả đạo dối đợi Trong số đồng tôi chúng ta vẫn còn có người do dự không dứt khoát Mấy ngày trước tôi đã báo cáo qua với mọi người rồi Các vị có thể tin nghe lời đồng đại Thì có thể đi theo họ mà học Tôi thì không thể Tôi vì sao lại không thể vậy? Vì tôi đã từng bái lão sư Làm qua thân phận học trò rồi Cái gì thì không Tôi đã bái lão sư Thì tôi phải nghe lời lão sư Tôi đối với vị lão sư này Không bội phục, không tôn kính Thì tôi hạ tất gì phải bái ngài làm thầy Tôi đã bái ngài làm lão sư Thì tôi cả đời này đều phải nghe theo ngài Mối quan hệ của các vị với tôi Không phải là mối quan hệ sư trò Tôi xin nói rõ ràng Chúng ta là mối quan hệ bằng hữu Không phải là quan hệ thầy trò Chúng ta là quan hệ bằng hữu Các bạn ở nơi đây, đây Nghe chúng tôi giảng mà thấy không thích hợp Họ ở bên kia nói có đạo lý hơn Thì bạn có thể đi Tôi thì không được Tôi có lão sư của mình Nếu như đi theo họ Thì tôi chính là nghịch thầy phản đạo rồi Cái tội này thôi Thì đã đủ đọa A Tỳ địa ngục rồi lão sư nếu như chỉ cho tôi con đường này mà sai thì ngài phải chịu trách nhiệm tôi không có trách nhiệm ngài phải đọa địa ngục còn tôi thì không chịu trách nhiệm cho nên lão sư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với học trò của mình đây không phải là một sự việc dễ dàng tôi là có sư thừa Tôi không thể nào vong ân phụ nghĩa được Tôi không thể nào nghịch thầy phán đạo được Tôi có cha mẹ Tôi không thể nào bất hiếu với cha mẹ Các vị có thể Nhưng tôi thì không thể rồi Cho nên các vị Hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút Chánh Pháp xuất thế thì nhất định sẽ có ma đến để nhiễu loạn Ma vì sao đến nhiễu loạn vậy? Khi Thế Tôn còn tại thế Ma Ba Tuần đã nói rất rõ ràng như vậy rồi Ma không muốn những chúng sanh này Siêu dược tam giới Mà điều ma thích là Ma tử ma tôn Càng ngày càng nhiều Càng nhiều càng quan hỷ nhiều phước nhiều thọ đông con cháu đây là quan niệm của ma không phải là quan niệm của phật pháp phật thì muốn độ chúng sanh suốt tam giới cũng giống như nói là có một người di dân đi đến nơi khác rời khỏi quốc gia của chúng ta thì người làm quốc dương sẽ cảm thấy đau lòng đất nước của ta lại giảm bớt đi một người cho nên ma rất chấp trước họ cũng hộ trì phật pháp Họ cũng lễ thỉnh Pháp Sư Đại Đức Phật Bồ Tát Đến giảng kinh thuyết Pháp Chính là không hy vọng người ta được xuất tam giới Bạn hành thiện tích đức mà quan hỷ Nhưng nếu bạn liễu sanh tử xuất luân hồi Thì ma không quan hỷ rồi Vẫn phải là làm ra trùng trùng chướng ngại cho bạn Vậy thì chúng ta hiểu được Hạ Liên Lão Cư Sĩ làm bản hội tập này Thì không biết đã độ được bao nhiêu chúng sanh mà nói mà nhìn thấy bổn hội tập này thì chán ghét biết bao luôn nghĩ ra hết các phương pháp để làm cho mọi người mất lòng tin với bổn hội tập này để mà đi đọc tụng bản khác những bản khác nếu gọi nhiên chăm chỉ đọc tụng cũng có thể thành tựu nhưng mà chúng tôi cũng có thể nghĩ đến họ thật sự là không dễ giảng sanh mới vì họ không có định công họ không có trí huệ họ không có lòng tin hôm nay người ta nói cái này tốt họ liền tin liền trái nghịch với những điều họ đã tin trước đó ngày mai lại có người nói vẫn còn có cái tốt hơn cái này họ lại xả cái này tâm của họ là trôi nổi họ không có làm chủ được rất dễ dàng bị ma lừa gạt ngày nay gặp ma dương họ nói với bạn cái này không tốt Nói bạn phải nên học bản kia Học được một hai năm Lại có một ma khác đến Lại nói với bạn Bản bạn đang học không được rồi Vẫn còn bản khác tốt hơn Khiến cho bạn cả một đời Cứ thay đổi pháp môn Bạn sẽ không có được một thành tựu nào cả Chẳng làm nên được việc gì Bất luận là pháp môn nào Nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu Họ liền nhất định có thành tựu cái nguyên lý nguyên tắc này chúng ta nhất định phải nên biết cho nên các vị tự lượng trình độ và hoàn cảnh cuộc sống của mình trong những pháp môn mà mình yêu thích chọn ra một cái cả một đời không thay đổi mà nhất định có thành tựu nếu như thường hay thay đổi pháp môn người này quyết định sẽ không có thành tựu chư phật như lai đều không thể độ họ đều không thể giúp được họ ở trên bàn này còn có một câu hỏi khác nhưng hôm nay thời gian đã hết rồi ngày mai chúng tôi sẽ trả lời tiếp cho các vị a di đà phật sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật Duh.